mình chưa cài đặt những cái phần mềm dùng để livestream cũng như là cài đặt những cái phần mềm cần thiết để cho mình hoạt động ở trên cái con laptop này. Còn cái bộ máy tính kia là tất cả những cái gì mình có ở trong đó, kiểu như phần mềm hoặc là những cái ứng dụng hoặc là những cái âm nhạc, hình ảnh, tất tần tật đều có trong cái máy tính kia. Nhưng mà mình bán bộ vui lắm hả cười? Hey, chưa, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của AS Mobile. Mọi người có thấy gì không? Một cái khung của Suna, một cái khung màu hồng xinh xinh có con mèo nữa. trong một phút hơi bị ngu ngốc một xíu thì mình đã quyết định bán cái bộ máy tính của mình các bạn ạ. Và bây giờ mình xài con laptop các bạn ạ. Nên là mình ngồi mình livestream, chắc là không biết là con laptop này có thể livestream được không. Nhưng mà đợt trước Suna livestream hơi bị đỉnh các bạn ạ. Và mình được biết rằng là con laptop này nó mạnh hơn cả con máy tính của mình, nhưng mà hơi khó xài một xíu các bạn ạ. Tại vì mình chưa cài đặt những cái phần mềm dùng để livestream cũng như là cài đặt những cái phần mềm cần thiết để cho mình hoạt động ở trên cái con laptop này. Còn cái bộ máy tính kia là tất cả những cái gì mình có ở trong đó, kiểu như phần mềm hoặc là những cái ứng dụng hoặc là những cái âm nhạc, hình ảnh, tất tần tật đều có trong cái máy tính kia. Nhưng mà mình bán rồi. Bộ vui lắm hả cười? Rồi, quay trở lại thì các bạn biết gì không? Cũng được 2 tuần rồi mình mới làm clip về game. Và thực sự thì đôi lúc mình có một cái cảm giác gì đó, không biết là phải chia sẻ với các bạn như thế nào, nhưng mà có cảm giác gì đó mình thực sự không thích làm về game các bạn ạ. Có lẽ giống như là mình chăm con xong rồi sau đó từ lúc mà mình có con đến bây giờ thì mình ít chơi game lại và mình không có những cái điều gì thú vị về game cả. Và mình cũng không có cập nhật những cái tin tức về game thường xuyên như lúc trước nữa. Đa phần thì mình sẽ thích kiểu đi du lịch hoặc là kiểu đi ra ngoài chơi hoặc là gặp cái gì quay cái đó. Hy vọng rằng là tương lai sắp tới mình sẽ làm clip về game một xíu cũng có, hoặc là về vlog cũng nhiều hơn. Nhưng mà đợt trước mình cũng có nói với các bạn á là tương lai mình sẽ làm vlog nhiều hơn so với lại là làm game. Nên là các bạn cũng có thể thấy rằng là kênh AS Mobile chính của mình đã bắt đầu chuyển đổi là làm về vlog nhiều hơn rồi. Và các bạn hỏi mình là anh ơi, sao anh có kênh AS Mobile Streamer, anh có kênh AS Mobile Gamer, anh có kênh AS Mobile Vlog, tại sao anh không làm? Thì thật ra thì đợt trước lúc mà mình chưa có con thì mình có thời gian để mình hoạt động những cái kênh đó. Nhưng kể từ về sau này thì mình đã ít hoạt động về game hơn và mình cũng ít đăng những cái vlog hơn. Thì mình gộp chung tất cả những cái nội dung của mình sản xuất ra đều về một kênh chính hết, đó chính là kênh AS Mobile. Kênh chính đó nha mọi người. Kênh này nè, kênh mà các bạn đang xem clip này nè. Rồi, không nói nhiều nữa, chia sẻ nãy giờ thì cũng được rồi. Bây giờ mình sẽ coi có cái gì mới ở trong cái phần game ha. Wow, một cái cập nhật giảm giá tới 90%. Wow. Thực ra thì cái này khá là nhiều đồ á các bạn. Tiếp tục làm mới. Mắt kính nè, cái đầu con chó nè, cái cây chảo nè. Mua cây chảo này đi. Mình có đến 3 cây chảo đó rồi các bạn, nhưng mà mình vẫn thích mua các bạn ạ. Không biết tại sao mà kiểu có niềm đam mê với những cái bộ đồ nhiều đến như vậy. Gì đây, hành động gì đây? Vũ điệu tinh xa hả? Nghe kỳ vậy. Không biết là mình có chưa, hy vọng là chưa có để đỡ phải mua lại thêm vài lần nữa. Làm mới coi có cái gì mới không. U, có cái ba lô này hình như có rồi nhưng mà vẫn mua các bạn ạ. Tôi không biết làm sao nữa nha. Cái cảm giác mà mua những bộ đồ hoặc là mua những cái thứ mà mình có rồi mà vẫn không tiếc, chắc là do tôi nhiều kim cương quá. Thôi đùa các bạn. Rồi, đến tiếp tục thì mình sẽ vào phần sự kiện để mình coi có sự kiện gì mới không, để cập nhật thông tin cho mọi người, update cho các bạn một số thông tin, đó chính là OB41 sẽ có những cập nhật mới. Rồi tiếp theo thì sẽ còn 3 ngày nữa thì đến OB41 mình sẽ cập nhật ở trên kênh của mình sau ha. Còn đây là tiếp tục là VFL, một trailer của VFL, để xem qua trailer thử xem. Rồi có gì hấp mẫn dẫn nha. À, Magamin. Ôi ôi, cái gì chạy nhanh vậy đi. Wow, wow, cái cảnh này là Phú Đại bắn một viên M79 này.
gì ai la quá trời quá đất gì trời. Cái này là đang hồi tưởng lại những cái 18 tuổi. Chúc mừng bạn đã đủ 18 tuổi tham gia giải đấu Free Fire Esports Việt Nam. Có Phú Đại, Bảnh, Đắc Lớp, Bèo, Phước đâu rồi? Phước rồi, ai nữa? Ông vô lý hả? Wow, một pha đập búa vượt qua tất cả mọi dư luận. Cái này bình thường mà. À, nói chung là người trải qua rồi thì người ta sẽ thấy bình thường, nhưng người nào chưa trải thì người ta sẽ cảm thấy khó chịu. Thì đúng chính xác là trong cái nghề làm về game thủ, những người mà có sức ảnh hưởng của cộng đồng hoặc là một số những anh em nào mà kiểu nổi tiếng một xíu thì sẽ có nhiều dư luận lắm, sẽ có những cái ý kiến trái chiều rất là nhiều. Đặc biệt là tôi trải qua rất là nhiều rồi nên tôi thấy bình thường. Nhiều người hồi xưa kêu tôi là có dòng cười má bán nhà bán nước hoặc là dòng cười đê tiện, nhưng mà tôi thấy dòng cười tôi hay vãi. Bình thường. Nói vậy thôi chứ các bạn, thực sự thì đối với những bạn mà chưa tiếp xúc với cộng đồng hoặc là chưa có được biết tới nhiều thì thấy bình thường, nhưng mà đối với những game thủ người ta được lên hình, người ta được cộng đồng quan tâm, người ta được nổi tiếng đi thì sẽ gặp rất là nhiều vấn đề, đặc biệt là những cái vấn đề kiểu giống như là bị xăm soi nè, kiểu giống là bị ghét nè, kiểu giống là bị nói nè, nhiều lắm. Tại vì ở trên mạng thực sự mà nói thì mình cũng đã trải qua rồi và mình rút lại được một cái kinh nghiệm rằng các bạn không cần quan tâm. Nhưng mà nói không quan tâm thì không được các bạn. Tại vì con người mình có cái tính tò mò kìa. Mà tò mò mà theo kiểu là những người mà người ta khen mình á thì mình không để ý đâu. Toàn đi tò mò những cái người mà người ta chê trách mình không à. Hồi xưa mình cũng hay có cái tính vậy đó. Toàn đi tò mò những cái người mà người ta kiểu tại sao ông nội này là chê mình, tại sao người này là ghét mình. Sau một thời gian thì mình mới phát hiện ra là mình đang làm một cái chuyện gọi là rảnh rỗi quá, nên là mình quyết định là mình không tò mò những người mà người ta ghét mình nữa, mà mình sẽ tò mò về những người mà người ta yêu thích mình, về những người mà người ta thật sự là fan của mình, thật sự là người ta luôn luôn cố gắng để mà theo dõi mình và cổ vũ mình á các bạn. Để chúng ta tiếp tục xem ha. Quèo quèo quèo. Trailer nào của Free Fire cũng có cảnh chạy hết các bạn ạ. Thành to quá. Trời hết hồn ba. Ủa rồi không có dù sao búng. Rồi ván lướt đâu. À trời 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 đất. Ta nghĩ mà ta tức á. Quá tuyệt vời. Ở trên đây thì các bạn cũng có thể thấy rằng là ngày giờ để mà xem những trận đấu tự chiến cũng như trận đấu sinh tồn vào ngày 10 tháng 6 đến ngày 3 tháng 9 nè. Rồi tiếp theo là 15 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10 nè, 22 tháng 10. Có ngày giờ rõ ràng nên em cứ thoải mái và theo dõi ha. Sinh tồn thiết kế bản đồ bậc thầy vũ khí, chiếm cứ điểm, bậc thầy vũ khí. Thực ra thì mình rất là giỏi cái bậc thầy vũ khí này nha các bạn. Ok, hy vọng rằng là mình sẽ chiến thắng cái bậc thầy vũ khí này. À, mới vào là cái gì đây? Ô, mới vào là dao à. Hello,
ấy cha, ấy cha, ấy cha, ấy cha, không máu nào để cho mình tiêu diệt đâu ấy á. Ôi trời ơi. Đứa nào? Ai mà biết được. Ừ hay. Anh em ơi, mình có súng rồi đó. Ủa, nó đâu? Hay quá anh em ơi. Nice. Ôi sao thay đạn nhanh, nhanh cực các bạn ạ. Ê da. Ủa mình bắn nó, mình khi mà giết một đối phương mình không cần phải thay đạn này các bạn. Rồi. Có cảm giác thằng nào nó gần gần mình đó các bạn. Ơi kìa. Ok. Ok. Ok, súng mới rồi. Thôi, 3.000 đam. Mấy ông nội này là tự động hay sao á, thấy đứng yên một chỗ hoài luôn à. Đâu vậy trời ơi. Mình kiếm coi còn cái gì nó hay hay mình bắn hay không. Chế độ thiết kế bản đồ và vào lại thêm một lần nữa xem coi nó có cái map gì mới không. Đây. Map này là của tôi rồi các bạn ơi. Ủa sao mua được một cây thôi hả? Mình đứng lên đây mình bắn cả thế giới nè. 2 kill. 3 kill. Ây da. Thằng nào? Chạy hộ. Headshot. Headshot. Ây da. Có thằng chơi lén anh em ơi. Có thằng bắn lén nè. Mình phải lên canh nó ngay góc này luôn. Trời ơi. Nghĩa là bất tử. Nghĩa là bất tử. Chạy hộ. Ấy á, cái con nhỏ đó nó canh mình ngoài, tức quá tôi nghỉ chơi đây. Ok và cảm ơn tất cả bạn đã đón xem clip của mình. Và hôm nay clip của mình nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Tại vì nó không có đồ mới này, tôi không biết làm gì hết. Tôi bị đuối content rồi các bạn ạ. Nên là hy vọng là sẽ có content gì hay, các bạn nhớ comment ở phía bên dưới. Mình sẽ đọc comment của bạn và làm theo content của mọi người nha. Bye bye.